Hello, xin chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây, xin chào quý vị yêu thích cây táo tàu sân thượng. Đây, quý vị xem nè, wow, trái táo tàu nè, trời ơi nó to thế ghê không? Đó, thì cây này nó đậu rất là nhiều trái nhưng mà mình cắt tỉa bớt đi á để cho cái trái nó to đó bạn. Trời ơi nhìn nó ngon quá ha. Bữa nay mình sẽ cắt trái táo tàu là mình test cho các bạn xem. Đó, cây táo tàu này nó đang rất là khỏe, đang sung sức, bạn thấy không? Đó, đây là cây Tiger Stud nha, nó giống như là cái răng của cái con hổ đó. Tiger là con hổ, do đó người ta gọi là Tiger Stud đó. Cái này, wow, rất là ngon, rất là giòn, tuyệt vời lắm anh chị ơi. Các bạn nào yêu thích cây táo tàu thì hãy vào đây xem để tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cách trồng cây táo tàu như thế nào để nó đạt được cái hiệu quả cao nhất nha quý vị nha. Đó, đây các bạn xem này. Trời ơi, cái trái táo tàu nè, nó to bằng quả trứng nè, bạn thấy không? Tiger Stud nè, trái nhỏ nè, đây là trái nhỏ quá trời đây nè. Đó, trái bé nè, đang rất nhiều luôn. Đây là bạn xem nè, wow, này, đây, quả trứng to bằng trái táo tàu to bằng quả trứng luôn, quá trời luôn. Tại vì nếu mà cái cây táo tàu mà bạn để cho nó đậu nhiều trái quá đó, dẫn đến cái việc là cái trái nó sẽ nhỏ. Bạn muốn cái trái nó to, mập, khỏe thì bạn nên cắt bỏ bớt cái lượng trái đi để nó đủ sức nó nuôi trái, thì dẫn đến cái việc là trái nó sẽ rất là to. Đó, ngày hôm nay mình sẽ thu hoạch táo tàu là mình test cho các bạn xem nha. Đây là cây pan dao nè. Các bạn nào có nhu cầu về cây giống thì theo Zalo Facebook ở phía dưới để mua nha. Mình có bán rất nhiều cây giống. Cây giống của mình về đợt này rất là nhiều. Cây khỏe, cây nhỏ. Đó, rồi cây đang trưởng thành, đang ra hoa. Đó, cây này là cây Chico nè. GA866. 688 chứ. Đó. Mushroom. Pan dao. Đó, những cái cây to nè bạn ơi. Đó, những cây to ha. Rồi, những cái cây đang phát triển rất là đẹp. Đó. À, những cây nào mình đang nuôi dưỡng rất là khỏe mạnh, ổn định, bộ rễ rất khỏe luôn. Đây, những cây rất là to khỏe. Bạn nào có nhu cầu về cây giống thì theo Zalo Facebook ở phía dưới mua. Mình rất là nhiều cây giống nha. Rồi, đây là bạn ơi, hôm nay là thu hoạch táo tàu nha. Đó, một trái nè. À, cách đây vài hôm là mấy đứa bé nó lên đó thu hoạch được chục trái rồi. Do đó là cái lượng trái nó còn không nhiều. Ngày hôm nay mình thu hoạch hết luôn để trời mưa đó. Mưa cái nó hư hỏng. Đó, đây. Đây là bạn ơi, trời ơi nguyên cái chùm táo nè, wow, quá đẹp ha bạn ha, rám nắng này vậy là ăn rất là ngon, giòn ngọt luôn đó. Ở đây nha, đó, quá trời, đây nè, trái táo tàu to hơn quả trứng gà nè, bạn thấy không? Quá, trời ơi, nó to nó ngon, lấy luôn, ui chà. Đó, đây còn trái này, trái này nó lấy luôn luôn đó, vẫn còn một cái lượng trái rất là nhiều trên đây đó. Cây này cây Tiger Stud nó đang rất là sung sức vì mình bồi dưỡng cho nó ăn rất là nhiều. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao mà để cho cây táo tàu nó ra được nhiều trái mà nó sung sức như thế này, sẽ có một cái bài sau nha. Bây giờ mình sẽ test cái trái táo tàu để bạn thấy không. Đây nè, đó, quả trứng nè, táo tàu nè. Đó. Lấy trái này đi. Đây nè, cắt đôi ra cho bạn xem nha. Táo mình là siêu sạch, do đó là rất là giòn ngọt luôn. Wow. Đó, bạn thấy không? Cái hạt nó rất là nhỏ. Trời ơi, tuyệt vời. Giòn, tròn ngọt, cái độ của nó là hơi xốp một chút nhưng mà nó rất là giòn ngọt. Và khi cái trái của bạn á mà đông trong giai đoạn mà nó đang mang trái á, bạn bổ sung phân rơi và kali vào thì cái trái nó sẽ giòn ngọt nha. Mời đại gia đình, Tiger Stud trái rất là đẹp to.
À, hạt nó bé tí các bạn thấy không? Rất là ngon, giòn, ngọt, cái lượng đường vừa phải. Tuyệt vời. À, đó là Tiger Tooth. Đây là tách một trái nữa cho các bạn xem nha. Cái này giòn hơn, ngọt hơn, rất là tuyệt vời. À, quay đây. À, đó, quả trứng nè, táo tàu nè, tuyệt vời không? Rồi, khi mà cái trái nó sắp chín á, trong vòng khoảng từ cái khi mà cái trái táo tàu nó đậu trái đến khi chúng ta thu hoạch là trong vòng khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng. Thì tầm khoảng 2 tháng là bạn nên bao nó lại để tránh ruồi vàng, côn trùng tấn công. Đó. Bao cái trái như này lại. Đó, mình bao nó lại. Không là sẽ bị sâu bọ nó tấn công là mình không sử dụng. Phần lớn là những cái cây táo tàu ở trên thị trường là cây ghép bạn nha. Đây là bạn thấy cái cây ghép không? Do đó là cái từ mắt ở trên đây đi lên. Từ đây đi lên là cây táo tàu. Là cây táo tàu. Phần từ dưới đây mà đi xuống đó là cây táo dại, táo rừng. Do đó là những cái mắt ghép ở phía dưới mà nó mọc những cái lá này ra như vậy là bạn phải ngắt bỏ đi nha. Đó. Cắt bỏ đi. Đây là táo rừng nha, ngắt bỏ đi. Đó. Để cho nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi. Để cho nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi cái mắt ở bên trên. Đó, bạn thấy không? Cái này nè, cái này phải cắt bỏ đây nè. Này là táo rừng nè, từ đây đi lên là táo tàu, từ dưới đây đi xuống. Đây cái này nè, mắt này nè, bỏ nè. Cắt bỏ đi nha. Đó, đó là táo rừng, chúng ta cắt bỏ đi để nó tập trung nó nuôi ở bên trên. Giống như cái cây này cũng vậy nè. Phần phía dưới đây là táo rừng nè, bạn thấy không? Từ cái mắt ghép nè, đây là mắt ghép nè. Mắt ghép này đi lên là táo tàu. Từ phía dưới đi xuống là táo rừng, cắt bỏ hết. Các bạn phải cắt sâu xuống, nhưng mà đây tôi đã làm cho nhanh để bạn hiểu thôi. Cắt sâu xuống dưới nha. Đào, bạn đào đào cái gốc, bạn cắt sâu tút lút xuống dưới để cho nó không mọc lên được nữa. Để nó tập trung, nó nuôi cái cây ở bên trên. Rồi, cảm ơn quý vị và anh chị đã theo dõi cái bài nói chuyện về cây táo tàu. Chúc quý vị và anh chị nhiều sức khỏe, chăm sóc cây táo tàu thành công nha. Các bạn nào có nhu cầu về cây giống thì theo Zalo Facebook ở phía dưới để mua. Tôi có rất nhiều cây giống. Xin chào.